Em xin chào cả nhà mình. Hôm nay shop Xí Điệu Hàng Đẹp Giá Rẻ xin giới thiệu với các chị mẫu quần dạ váy ha. Hàng chất liệu là vải solen, hàng thiêu trực tiếp và mẫu mới nha các chị. Mẫu này là em có giá là 185.000 một bộ. Hàng thiêu trực tiếp giúp giùm em các chị đẹp nhà em nha. Đây. Đây là ở. Rồi, quần dạ váy nha các chị. Em đang mặc bộ này là đen thiêu xanh. Rồi, bộ em đang mặc này là đen thiêu hồng cả nhà nha, giá 185. Rồi, màu em đang mặc là màu tím lục bình nha các chị, rất là đẹp luôn. Rồi, màu em đang mặc là màu vàng đậm nha các chị ơi, rất là đẹp luôn, màu vàng đậm. Size cho các chị đẹp nhà em từ 45-46kg đến 75-76kg mặc vừa. Rồi màu em đang mặc là màu cà phê sữa các chị ơi, quá đẹp luôn, lên cái hàng thiêu bên này xuất sắc luôn ha, màu cà phê sữa. Rồi màu em đang mặc là màu tím cẩm các chị đẹp nhé, size cho các chị 45-46kg đến 75-76kg là có size. Rồi màu em đang mặc là màu hồng đào, rất là đẹp luôn các chị nha, màu hồng đào nha các chị, quần dạ váy giúp em. Rồi, màu em đang mặc là màu hồng phấn nha các chị đẹp nhà em. Màu hồng phấn. Rồi, em đang mặc là màu tím Huế nha các chị ơi. Màu tím Huế rất là đẹp luôn các chị. Rồi, em đang mặc là màu xanh coban. Màu xanh coban nha các chị đẹp nhà em ơi, rất đẹp luôn. Quần dạ váy. Rồi màu em đang mặc là màu xanh rêu nha các chị. Màu xanh rêu lên đường thiêu rất là đẹp luôn. Rồi chốt em màu xanh rêu. Rồi màu em đang mặc là màu đỏ ớt nha các chị. Đỏ này là đỏ ớt chứ không phải là đỏ đô các chị đẹp nhà em nha. Màu này rất đẹp. Rồi màu đỏ ớt. Các chị đẹp nhà em mua hàng vui lòng cho cân nặng chiều cao và kèm theo số điện thoại, nhân viên bên em sẽ liên hệ lại với các chị nhé. Rồi em cảm ơn các chị.